một anh đã chương trình chúng ta đã bỏ cuộc rồi ạ. Vậy thì ai sẽ là người thay thế cho anh ạ? Vâng, xin mời cô ạ. Như vậy là rất nhanh chúng ta có hai đội toàn nữ ạ. Trùng hợp là chúng ta có hai đội toàn nữ thôi. Và hy vọng rằng với việc cùng là chị em phụ nữ thì chúng ta sẽ hiểu ý nhau và tham gia trò chơi này chúng ta được gọi là chúng ta sẽ thuận lợi hơn và dễ dàng nhận được quà hơn, đúng không ạ? Vâng, mic ok rồi đúng không ạ? Ok rồi. Và ngay sau đây thì sẽ không để cho quý vị các chị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng công bố thể lệ của trò chơi như sau. Và mỗi đội sẽ lần lượt hát các bài hát, trong đó có từ khóa mà ban tổ chức đã quy định sẵn. Và trong vòng 5 giây đội nào không hát được thì sẽ là đội thua cuộc. Được không ạ? Ok. Chúng ta sẽ có từ khóa, em ví dụ nhé. Ví dụ như là bài có từ Hải Phòng đi thì chúng ta phải hát ngay, ví dụ như là tháng năm dập trời hoa phượng đỏ, đúng không ạ? Hải Phòng thành phố tôi yêu, ví dụ như vậy. Thế là đội chúng ta đã giành chiến thắng. Nhưng ví dụ trong thời gian đó đội mình không nghĩ ra thì chúng ta sẽ thua cuộc, đúng không ạ? Vâng. Và ngay sau đây chúng ta có lẽ quản từ tì đi, cố lên nào trước, đúng không ạ? Chị áo đỏ có thể giúp em chúng ta xem là đội nào chơi trước, đúng không ạ? 1, 2, 3. Vâng, như vậy là em tạm gọi là đội màu đen, đúng không ạ? Đội màu đen, chúng ta đã thắng đội màu đỏ. Đã thắng đội màu đỏ với phần quản tù tì trên lượt chơi. Và các chị sẽ là người được quyền chơi trước. Khi mà chơi trước thì chúng ta cũng có lợi thế một chút, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng đến với từ không. Phần thưởng rất to ạ. Và từ khóa đầu tiên xin được công bố, đó chính là từ phố ạ. Một từ rất là liên quan đến chương trình phố sảng khoái luôn. Chị có thể bỏ khẩu trang ra để mình hát được rõ lời được hơn được không ạ? Mic ok rồi ạ, xin mời chị. Từ phố ạ. Có lẽ là quý vị khán giả bên dưới chưa nghe rõ đoạn, nếu chị áo đen thuộc hơn mình có thể giúp không ạ? Phố đêm đèn mơ răng răng, màu tím như thủy chung. Quá là tuyệt vời, chị ơi, chị có biết là ca khúc này tên là gì không? Chị có thể giới thiệu khán giả không ạ? Là bài phố đêm. Là bài phố đêm, vâng. Bài phố đêm được hát tại chương trình phố sảng khoái và một điểm đầu tiên dành cho đội màu đen. Xin được chúc mừng chị ạ. Xin chúc mừng chị và chúng ta sẽ đến với từ khóa thứ hai. Lần này sẽ dành cho đội màu đỏ, đúng không ạ? Và chúng ta dành đội màu đỏ nhé. Từ này cũng có liên quan đến chương trình ngày hôm nay luôn nhé. Cũng có liên quan. Em xin được công bố, đó chính là từ lạnh ạ. Chúng ta chỉ có 5 giây. 5 4 3 1. Hết giờ ạ. Vâng, vào đội màu đen chúng ta có đáp án không ạ? Từ lạnh ạ. Tuyết lạnh. Tuyết lạnh như thế nào ạ? Có phải là tại em đó lên duyên mình mẻ lo em nhỉ? Bài tuyết lạnh ấy. Cái gì lạnh ạ? Tuyết lạnh. Nhưng mà hát như thế nào ạ? Cái đầu đề đấy, nhưng mà không biết có phải nó là tại anh đó lên duyên mình lẻ loi. Nhưng mà vẫn chưa thấy từ lạnh ạ. Quan trọng là chúng ta phải có từ lạnh ạ. Đội màu đỏ có đáp án cho từ lạnh không ạ? Đội bên kia chúng ta có đáp án cho từ này không ạ? Mùa đông không lạnh. Đúng rồi ạ, cái bài mùa đông không lạnh hát như thế nào ạ? Mùa đông không lạnh đấy. Vâng, nhưng mà hát thế nào ạ? Có nghĩa mình chỉ nhớ cái từ ở đó như vậy thôi, chứ còn không có thuộc. Đấy. Vâng, và nếu như mà từ này khó quá thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ qua và chúng ta đến với từ số 3. Có lẽ từ này sẽ là từ quyết định xem là thắng thua như thế nào đây, đúng không ạ? Ok. Và lần này thì luật chơi có thay đổi một chút. Đó là nếu như mà ví dụ đội chị đi, chúng ta giơ tay và chúng ta trả lời sai
thì chúng ta hát được xong một đáp án rồi thì đội bên kia lại tiếp tục có đáp án, chúng ta lại tiếp tục nữa, và cứ thế cho đến đội nào bí thì đội đấy sẽ thua, được không ạ? Như thế cho chúng ta gay cấn hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Nghĩa là chúng ta sẽ có thêm nhiều đáp án cho sân khấu này. Chúng ta sẽ đến với một từ, từ này cũng vừa dễ vừa khó, đó là từ mùa hè. Cả hai đội chúng ta đều phải cùng nghĩ đi ạ, bởi vì chúng ta sẽ luân phiên lần lượt luôn ạ. Còn từ chúng ta có đáp án không ạ? Khó ạ. Vâng, thế em xin phép lấy từ khác nhé. Chúng ta quay lại với từ phố đầu tiên, đúng không ạ? Từ phố ạ. Phố đêm. Phố đêm rồi, đúng không ạ? Thế vậy thì đội đỏ có đáp án cho từ phố không ạ? Đúng rồi, chính xác đó. Cô hát đi ạ. Xin mời cô với từ phố ạ. Tháng năm dọc trời hoa phượng đỏ, ôi Hải Phòng thành phố quê ta. Vâng, thật tuyệt vời, đã có từ phố rồi ạ. Vâng, xin mời đội màu đen ạ. Ta yêu thành phố quê ta như những người yêu thương nhất, những hẹn hò bên bờ sông Lâm. Vâng, chung một bài nhưng mà không sao, chúng ta vẫn tính ạ. Vâng, tiếp tục với từ phố ạ, xin mời cô. Còn bài nào có từ phố không ạ? Đêm nay trên phố mưa tôi bời, lòng anh bao nhớ thương đầy vơi. Vâng, thật tuyệt vời với một giọng ca bolero. Vâng, không biết là đội đỏ có tiếp lời được với từ phố này không ạ? Hình như là cô có nghĩ ra một bài rồi mà cô đang hơi quên một chút là gì ạ? Cô hát đi ạ, cái từ đó có đúng rồi, cô hát thử xem nào. Cô nhanh lên, chúng ta sắp thua đến nơi rồi cô ơi. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sương. Vâng, thật tuyệt vời, thế mà đến giờ chị mới hát. Vâng, Hà Nội phố đã có từ phố ạ. Không biết là bên này còn phố gì nữa không ạ? Chúng ta hãy thử liên tưởng đến tất cả. Phố đấy ạ. Bắt đầu bí rồi đúng không ạ? Bắt đầu khó. Bắt đầu bí hơn. Không biết là quý vị khán giả bên dưới có nhắc bài được một chút không ạ? Mưa trên phố Huế. Vâng, mời chị hát đi ạ. Đêm nay trên phố mưa tơi bời. Được chưa ạ? Chúng ta đang kết thúc phần này chưa ạ? Trên phố mưa tơi bời gì nữa ạ? Chiều nay mưa trên phố Huế, mưa rơi đều cho lòng. Ta đi từ phố, từ Hải Phòng này đến Huế này. Huế và... Như vậy chúng ta đã có phố ở Hải Phòng này, Hà Nội này, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là bên này còn phố gì? Đang hội ý rất là căng thẳng đấy ạ. Ôi Hải Phòng thành phố quê tôi. Câu này mình hát rồi, câu này mình hát rồi. Ra nữa thì ban tổ chức chúng ta sẽ dừng phần chơi tại đây.